Em xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Thì trong cái video ngày hôm nay, em tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái quy trình chăm sóc cái cây mai vàng từ đầu năm cho đến cuối năm ha cô chú anh chị. Thì đầu năm đến cuối năm là em chăm sóc cái cây mai, em sẽ làm những gì thì em sẽ quay lên cho cô chú anh chị mình xem. Và cô chú anh chị lưu ý để mà mình xem cho đúng cái video á. Thì cô chú anh chị nếu mà áp dụng theo em đó, thì cô chú anh chị để ý cái tiêu đề video đầu tiên em sẽ để với cái chữ là quy trình chăm sóc mai ha. Quy trình chăm sóc mai thì trước đó thì em chưa có để cho rõ như là phần máy thì chắc có lẽ là em sẽ sửa cái tiêu đề lại là quy trình chăm sóc mai phần máy đó, để mà cô chú anh chị tiện theo dõi. Thí dụ như quy trình mình chăm sóc mai phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 dài tới đó. Thì cô chú chị cứ áp dụng theo cái quy trình đó và mình sẽ xem và mình làm dài tới ha. Còn thí dụ mà em không để tiêu đề thì nhiều khi cô chú chị xem vào cô chú chị có thể bị rối. Cái lý do là cái cây mai trên vườn em nó lộn xộn lắm, tức là cây thì xả tàn trước, cây xả tàn sau đó, cây thì ra tược rồi, cây chưa ra tược rồi, cây đã ra lá nhiều rồi nữa, nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều loại đó. Cho nên là cô chú chị xem thì hãy phân biệt một xíu nha. Thí dụ như cái cây này thì em quay là bữa giờ nè, là cái quy trình chăm sóc là chăm sóc các cái cây này nè, là từ khi bứng từ đất trồng vào chậu đó cho cô chú chị mình xem đó. Là bữa giờ là em đã quay được chắc 5-6 video gì rồi đó, từ cái cách mà xử lý thay chất trồng cho đến hiện tại là làm những gì là em đã đều quay clip hết đó. Còn hôm nay thì tiếp tục là em sẽ quay clip để chia sẻ cô chú chị cái cách để chúng ta tưới cái kích rễ giai đoạn đầu năm đó, để mà cho cái cây nó tiếp tục phát triển, cũng như là cái chúng ta hiểu như thế nào là cái trường hợp nào là chúng ta mới tưới thuốc đó, tưới phân, trường hợp nào mới tưới phân, rồi trường hợp nào là chưa được tưới phân nha cô chú anh chị đó. Thì hôm nay đã là ngày thứ 8 kể từ cái ngày em tưới cái kích rễ lần 2 cho cây mai. Thì như em chia sẻ của chú anh chị là đầu năm em sẽ sử dụng tưới kích rễ cho nó 3 lần. Một lần là sau cái ngày trồng đầu tiên một ngày. Tức là mình trồng cây mai vào chậu xong mình tưới đẫm một ngày mình bỏ đó. Rồi xong ngày chiều ngày hôm sau mình sẽ tưới kích rễ cho nó đầu tiên là ghi Domingon và Atonis ha. Đó là một cử. Xong rồi tưới vị xong đó thì chúng ta sẽ không cần xả nước gì hết trơn nghe cô chú chị. Thì bây giờ cô chú chị cũng hỏi là có cần xả nước không, thì sau khi tưới vậy cũng chúng ta cũng không cần xả nước nha đó. Rồi tiếp theo đó là 7 ngày sau thì chúng ta sẽ tưới tiếp một cử là Atonis và N3M đó. Thì cử đó em đã tưới và quay clip chia sẻ cô chú chị rồi ha đó. Rồi trong cái quá trình 7 ngày đó thì hàng ngày cô chú anh chị sẽ phun nước lên thân cây mai đó, phun nước từ trên cành nhánh này nè, phun dài trên thân cành đó. Và lưu ý là chúng ta phun 2-3 ngày cũng được, 2-3 lần cũng được, một ngày á, rồi 4-5 lần cũng được, phun trên thân là không có có ảnh hưởng gì xấu mà rất là tốt nha. Đó. Còn ngoài ra thì cái chuyện mà tưới nước, chuyện tưới nước thì cô chú anh chị nếu mà chưa biết cách tưới á thì cô chú anh chị có thể tưới đẫm một ngày. Đó, rồi sau đó cô chú anh chị bỏ 4-5 ngày cô chú anh chị tưới lại. Đó, hoặc là cô chú anh chị tưới đẫm một ngày, 3 ngày sau tưới đẫm lại một ngày. Đó, như vậy là ok nha. Mà trường hợp đó là cây mai cho cô chú chị phải thoát nước tốt nha. Đó, thoát nước tốt, tưới mà nó chảy ào ra dưới á, thì đó là mới áp dụng vậy. Còn thí dụ mà trường hợp cây mai chúng ta tưới thoát nước không được đó, thì chúng ta càng tưới cái cây mai nó sẽ càng úng nước, nó sẽ kém phát triển và thậm chí nó có thể là thối rễ và chết cây nha. Đó, cho nên cô chú chị lưu ý trường hợp khi mà thoát nước tốt thì mình tưới như vậy được nha. Còn nếu mà thoát nước không tốt thì mình tưới ít thôi, ví dụ 2-3 ngày mình tưới cho nó 1-2 ca ướt đều như là tưới thuốc vậy thôi đó. Còn quan trọng là chúng ta phải phun trên lá, em xin lỗi là phun trên thân cành nha đó. Và hôm nay là cái cử tiếp theo, cái cử tưới thuốc tiếp theo nè, là em kích rễ cho nó thì em sử dụng cái gói Atonis này đó. Atonis là cái gói này là theo khuyến cáo là sẽ pha 16 lít nước đó, pha 16 lít nước nha cô chú anh chị. Nó liều lượng là 6-10ml trên 16 lít nước nè. Đó. Thì nhưng mà em sẽ không pha 16 lít mà em pha 20 lít nha. Tại vì như em chia sẻ của chú anh chị mình đó, là chúng ta không có nên là tưới liều đậm quá. Về phân
về tưới phân cũng như phun thuốc cũng vậy, chúng ta chỉ tưới bằng cái liều hoặc là thấp hơn cái liều của nhà sản xuất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta đã áp dụng thực tế rồi chúng ta thấy cái liều đó áp dụng được thì chúng ta có thể áp dụng, cho dù là nó ít hơn hoặc là nó nhiều hơn liều của nhà sản xuất nhưng mà nó hiệu quả thì chúng ta vẫn áp dụng được. Cái trường hợp đó là trường hợp chúng ta đã sử dụng lâu năm và chúng ta đã hiểu rõ về cái loại đó hết cô chú anh chị. Đó thì đầu tiên là cái gói này, gói Atonis. Đó, Atonis thì một gói em sẽ pha cho một thùng B 20 lít nước. Thì cái này em mới vừa cắt sẵn nha, tại vì khi mà quay clip rồi thì không có thể mà một tay cầm cái bịch, một tay cầm kéo cắt được. Đó, em vừa cắt sẵn nè, gói Atonis nha. Đó, Atonis thường thì nó đi kèm hai gói như vậy nha cô chú chị, trong hộp lấy ra thì nó sẽ kẹp hai gói như vậy. Tuy nhiên là mình xài một gói là một bên thôi nha, chứ không phải mà một gói là nguyên cái gói bự này nha cô chú chị. Đó, đây là Atonis nè, Atonis thì nước nó có màu như vậy nha. Đó, cô chú anh chị sẽ cho một gói vào. Rồi, đồng thời á, là cô chú anh chị sẽ kết hợp chung với một cái loại nữa, tưới chung cho nó. Đó là cái loại N3M nha, N3M ga rễ cực mạnh của công ty Quá Nông Phú Lâm nha. Thì em sử dụng loại này từ trước giờ và em thấy hầu như là nhà vườn nào cũng sử dụng cái loại này hết. Và rất là nhiều cô chú anh chị chơi mai lâu năm vẫn sử dụng loại này, tại vì loại này nó có từ rất lâu rồi và nó rất là hiệu quả nha. Cô chú anh chị lưu ý cái loại này, hiệu này Quá Nông Phú Lâm. Đó, Quá Nông Phú Lâm nha, cái bộ rễ nè, hình nè. Đó, chúng ta nên xem, mua là chúng ta nên xem cái tên công ty dưới đây nè, chứ đừng có nhìn cái chữ trên đây nha. Đó, xem công ty dưới đây. Đó thì một cái hũ này, nó trong này nó lúc nào cũng có cái muỗng hết. Cái hũ này là hũ 500g. Đó, trong này lúc nào nó cũng có cái muỗng 15g hết. Để em lấy cô chú chị xem. Đây, trong này lúc nào nó cũng có cái muỗng 15g như thế này. Đó, thì cái muỗng này là em dùng để hướng dẫn cho cô chú anh chị cái cách để pha phân thuốc sử dụng trong một năm luôn. Đó, cho nên chúng ta nên có một cái muỗng này nha, để chúng ta pha. Đó, thì đối với một thùng B này, giai đoạn đầu năm kích rễ này em sẽ không sử dụng N3M nhiều mà em chỉ sử dụng một muỗng. Đó, một muỗng cho một thùng B thôi. Đó, khi mà nó ra tược nhiều thì em mới tính sao, còn hiện tại cái cây chúng ta chưa ra tược hoặc là chưa ra tược ít thì chúng ta không sử dụng nhiều. Đó, một muỗng thôi. Đó, cho vào cái thùng B rồi chúng ta đậy lại. Đó, đó, cái loại này rất là tiện, có cái muỗng để đông thuốc. Đó, rồi cho vào như thế này, chúng ta sẽ quậy đều lên ha, chúng ta sẽ quậy đều lên, lúc nào cũng vậy, phải quậy đều lên một cái trước khi tưới. Đó, và cô chú anh chị lưu ý nha, trong cái giai đoạn đầu năm này nè, cái giai đoạn đầu năm này là chúng ta tuyệt đối không được sử dụng cái phân NPK cho cây mai, là cái thứ nhất nha. Đối với những cái cây mai mà đặc biệt là những cây mai mà chưa có cành nhánh như thế này nè, đó, ý là nó chưa có ra cành lá cô chú anh chị, chưa ra chồi ra lá nhiều á, thì chúng ta tuyệt đối không sử dụng NPK. Và thậm chí những cây mai mà ra chồi lá rồi mà lá chồi lá nó còn non á thì chúng ta cũng không sử dụng NPK nữa. Đó, chúng ta cũng không sử dụng NPK luôn. Mà tới khi mà cái lá cơi một nó già rồi, thời điểm đó là mới bắt đầu sử dụng NPK thì nó mới an toàn và hiệu quả nhất. Còn cái giai đoạn đầu là cô chú anh chị sử dụng cái N3M này nè, N3M đó đó, là coi như là nó đã có thành phần NPK ở trong rồi, cho nên là chúng ta không cần sử dụng thêm nữa nha. Đó, cô chú anh chị đừng có nghĩ là chúng ta phải sử dụng NPK, hoặc đừng có nghĩ là chúng ta phải sử dụng nhiều phân vô thì cây mai nó mới tốt. Đó, cái đó là cái sai lầm nha cô chú anh chị. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ tưới trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đó, thì tưới thì em có chia sẻ rồi, cái ca này thì hình như là 1 lít hay gì đó, ca này như 1 lít nước, không có nó không có để cái 1,5 lít nha cô chú chị. Ca này là ca 1,5 lít nha. Đó thì em sẽ dùng để tưới cây thử cho cô chú chị xem. Cây này là cây chậu 5 nè. Đó thì tưới, chúng ta sẽ tưới ướt đều vòng vòng như thế này. Đó, thì đối với cái cây này, cây chậu 5 này thì chắc là tưới tầm 2,5 lít nha cô chú chị. Đó, tưới ướt vòng vòng vậy là xong. Đó, tầm 2,5 lít thôi, hoặc là 3 lít đều được nha cô chú chị. Đó, hoặc là 3 lít cũng được luôn. Đó, chúng ta sẽ tưới cho nó ướt đều. Đó, ướt đều như thế này nha.
Đó, thì từ sẽ tưới từ 2 lít rưỡi cho tới 3 lít cho cái cây chậu chậu 5 nha. Đó, còn chậu 6 thì chúng ta có thể tưới nhiều hơn. Nó quan trọng là chúng ta sẽ tưới cho nó ướt đều là được. Còn lít thì nhiều khi nó cũng không có chính xác lắm, nó chênh lệch một ít thì cũng không có vấn đề gì hết cô chú anh chị. Đó, còn đừng có tưới mà một cây mà tưới hết cái thùng bê này thôi. Với lại là cô chú anh chị lưu ý, cái giai đoạn này là chúng ta tưới, chúng ta nên né cái đất cái gốc ra, cái gốc cây mai ra nha. Đó, chúng ta tưới, chúng ta chừa cái ở giữa lại, đừng tưới vô. Đó. Đó, tưới phân thì cũng đơn giản thôi, chứ không có vấn đề gì phức tạp. Mà quan trọng là chúng ta phải pha đúng liều, sử dụng đúng loại và cũng như là tưới đúng thời gian, đúng cách, thì cái cây mai chúng ta nó sẽ đạt hiệu quả. Đó, như vậy là xong. 4 cây thì tưới mới có khoảng nửa thùng bê thôi cô chú anh chị. Nó khoảng chưa được 10 lít nữa. Đó, 2 lít rưỡi thì nếu mà 2 lít rưỡi một cây thì 10 lít. Còn này thì hiện tại nửa thùng bê. Nó cũng cả nửa thùng bê đó thì cũng cả 10 lít đó. Đó, cô chú anh chị theo lưu ý ha. Đó. Cây thì hiện tại trồng thì nó hơi bắt đầu nhú tược cái này cô chú chị. Để em lấy nét. Đây nó hơi có màu xanh xanh ngay đây nè ha. Đó. Đó, và cây thì hiện tại nó cũng có ra bông nữa. Tuy nhiên thì những cái cây này trong giai đoạn này cô chú chị nếu thấy nó ra bông thì chúng ta nên ngắt đi. Đó, nhưng mà đây như cái này em để cô chú chị xem mặt bông nè. Cái mặt bông của các cái cây này thì rất là đẹp. Đây nó rất là nhiều cánh ha, mà tại vì không có phun thuốc sâu nè. Nó bị sâu nè. Cô chú chị xem ha, nó bị sâu nè. Đó, nó bị sâu ăn nè. Đó, chứ cái cánh này thì nó rất là nhiều cánh nè, cô chú chị xem ha. Đó, và bông nó ra một chùm như thế này ha. Mà cái này là bông gió nè, mà nó ra một chùm nè. Đó, dạo thu đức bông chùm. Đó, như bên đây có một cây hoa gió nữa nè cô chú anh chị. Đó, cây đang ra hoa gió nè. Đó, cây này em bứng để mà giao lưu cô chú anh chị nè. Đó, cây đang ra hoa gió nè. Đó, cái mặt bông nó rất là đẹp. Và có một số cây này cũng đang ra hoa gió nữa nè. Đó, đang ra hoa. Em bứng thì em để đó, nó ra bông đó. Là những cái cây này là em đã bứng từ hồi đặt trước tới giờ. Đó là bán giao lưu cô chú chị xong hết rồi. Còn khoảng đây nè. Cái bầu cũ là 3-4 cây. 4 cây, 5-6 cây. 6 cây cái cũ. Đó. Đó. Còn lại thì những cái kia là những cái băng keo mới nè. Cô chú chị xem là những cây mới này cũng đang giao lưu với cô chú chị ha. Đó, cũng đang giao lưu với cô chú chị. Có lên mã số từng cây cho cô chú chị xem đó. Nếu mà cô chú anh chị thấy thích mã nào thì có thể giao lưu với em ha. Hoặc là cô chú anh chị có muốn em chọn riêng cho những cây đẹp gửi riêng Zalo, hoặc là tin tưởng thì em chọn cây đẹp luôn, em gửi tới nơi luôn, thì cô chú anh chị chỉ cần đợi nhận cây tới nơi và mình thanh toán tiền cho shipper là được. Đó. Đó, thì như những cây này thì đâm tược hơi nhiều hơn nè. Đó, cây này thì những cây mà lúc nào mà chúng ta xả tàn mà nó không có sâu, nó hơi khơi ở ngoài á. Đó, và những cây là thuần chậu trước rồi thì nó mau ra tược hơn là những cây mà chúng ta mới vừa thuần chậu. Đó, những cây mới thuần chậu thì nó ra hơi chậm hơn. Tuy nhiên là cô chú chị cũng an tâm, đừng có gấp, nó sẽ ra. Đó. Nếu mà cái da nó còn xanh, cái da cây còn xanh thì cô chú chị không phải lo cái việc gì hết, trừ khi mà cái da cây nó mất cái màu xanh thì chúng ta mới lo. Cái da cây mất màu xanh là cái cây nó đã bị kém nhựa rồi, thì cái trường hợp đó thì chúng ta vẫn có thể xử lý nó sống được bình thường. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi yếu hơn những cây có da nó màu xanh dần ha cô chú anh chị. Đó rồi thì cái video của em hôm nay tới đây xin được tạm dừng ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn luôn dành thời gian quan tâm theo dõi video. Em rất mong là cô chú anh chị sẽ luôn luôn tin yêu đồng hành cùng em trong thời gian tới ha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.